Đây là cái lối lên ở trên Phật tử đá ở trên các bạn. Nãy là mình chưa lên, thì đứng ở trên là nhìn thì đây cũng là phần tam bảo các bạn. Tam bảo cái đây cũng có tất cả các nghi lễ tượng Phật ở đây, và đây cũng có nơi tam bảo trên các bạn. Tam bảo trên này thì có bức tượng Phật Quan Âm Bồ Tát đây các bạn, đó được các bằng chữ nho tạc trực tiếp trên đá các bạn, rất là chi là tuyệt vời. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình đang có mặt tại chùa, đó là chùa Tam Thanh các bạn. Mình đang đứng ở ngoài cổng chùa Tam Thanh, thì đây là lối đi vào các bạn, một khu vực ở đây. Ngày hôm nay để lấy là mình sẽ phải mua vé các bạn nhé. Và đây là khu vực bên trong các bạn ạ, đây là thông tin về khu du lịch của chùa Tam Thanh, và đây là cái bảng, và kia bên trong này, và chúng ta nhìn thấy là cái hang động. À, trên đỉnh kia có một chữ là danh thắng nhị tam. Ở khu bên này thì cũng có khu vực đền thờ ở đây, và trong khu này cũng thì các bạn hãy cùng mình lên chùa. Hôm nay là ngày lễ mùng 1, mùng 2 của tháng 9 các bạn, là khá là đông luôn. Đây thì cũng có nhà sàn các bạn, ở khu vực nhà sàn. Đây là cái lối đây các bạn, đến vào trong hang này rất là mát các bạn. Động Tam Thanh là di tích quốc gia đã xếp hạng, thì vào đến trong động này thì không khí rất là mát. Khi vào đến trong động ấy, chúng ta nhìn thấy có hai vị thần thiên lôi ở đứng hai bên, một bên cầm đao, một bên cầm hung khí tay búng. Và giữa đây thì cũng có một cái bát sen các bạn ạ, để hứng nước ở từ trên trần ấy. Đó, trần trên này cũng lặng có nước, và giỏ giọt quanh năm ngày tháng rơi xuống dưới các bạn. Ở đây là khu vực bên trong hang động. Wow, đây là khá là rộng rãi và mát các bạn. Ở trong này thì không khí ở trong này rất chi là mát. Đây là phần tam bảo. Và đến khu vực ở trong này thì rất chi là mát các bạn, mát lắm. Ở động rộng, được rộng rãi, mát. Đây là cái cung điện của đây là cây ngô đồng các bạn, là tượng trưng cho cái cây ngô đồng và một khu vực. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào bên trong các bạn nhé. Vào bên trong này thì hơi tối một chút xíu thôi, nhưng mà ở bên trong này thì nó cũng nặng có điện, và không khí rất chi là mát, và cái độ ẩm ở trong này rất chi là cao. Khi ở trong này đập chính vì cái vì vậy là cái độ ẩm cao ấy, thì mới là mát. Đây cũng có một cái hồ nước tượng trưng khá là đẹp các bạn, nối lên hang rơi các bạn. Ở mình nói qua một chút, ở dưới này có cái hồ bể khá là to lớn các bạn, to lắm. Đứng ở vị trí này thì cũng khá là đẹp các bạn. Đó. À, và đây là khu vực là đời đời nhớ ơn các anh hùng đẹp, anh hùng liệt sĩ các bạn. À, khu bên trong này. Đấy. Lầu Vọng Thị ở trên này các bạn. Còn trên này là lầu Vọng Thị. À, các bạn hãy cùng mình lên tham quan cái hang rơi của động chùa Tam Thanh các bạn nhé. Wow, ở trên này thì các bạn nhìn thấy khá là nhiều rơi các bạn. Đó, rơi nó nhỏ nhỏ trên kia thì đây gọi là khu vực hang rơi. Và đây thì có cái mùi hôi của con rơi. Wow, là lối lên động các bạn, động là hang rơi. Ở trong này mát thì mát thật, nhưng mà cũng hơi bị hôi hôi một chút vì mùi rơi. Đây các bạn, wow, đẹp quá. Trên này, trong này thì được bố trí đèn
rất chi là sáng và đẹp. Ở đây trên trần này thì cũng có cái thạch nhũ khá là đẹp các bạn. Đây các bạn. Trong này thì cực kỳ là mát. Đậm của chùa Tam Thanh các bạn. Ngôi chùa khá là nổi tiếng của bên đi vòng lại rồi đúng không? Chùa Tam Thanh. Đây cũng là một khu du tích di tích lịch sử quốc gia đặc biệt các bạn. Và đây thì có một cái hang đá mát. Rất chi là mát các bạn. Tức là khối đá hàng triệu năm trước đã để lại với một cái thạch nhũ đá. Đây các bạn. Nhìn giống rất chi là đẹp luôn. Và đậm rộng các bạn. Rất chi là rộng. Wow. Quá đẹp luôn các bạn. Tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời. Rộng và đẹp nữa. Và là một cái kiến trúc của thạch nhà nhũ tạo lên. Đây là lối lên sân khấu. Đây là trên này khu sân khấu các bạn. Mình sẽ ra xuống dưới này xem. Dưới này có cái hang gì. Không. Đây là cái hang không viết lên. Dưới này là cái hang tối các bạn. Tối lắm. Mình quay ra bên này. Đây là trên khu vực trên sân khấu. Đứng ở đây thì các bạn nhìn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái khu vực ở bên trong này. Trần khá là cao và đẹp các bạn. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Một ngôi chùa. Và khi dừng chân ở khu sân khấu này, chúng ta đang đi đến một nửa thôi. Và mong quý khách khi dừng chân ở tham quan đồng chùa Tam Thanh sẽ có nhiều những trải nghiệm và leo lên nhiều những cung bậc. Khi tham quan xong khu sân khấu thì sẽ di chuyển khu vực lối lên hàng rơi. Ở dưới này thì cũng có hàng cộng. Có đoàn của mình cũng đến đây tham quan. Và tại khu vực sân khấu này vào năm 2003 thì Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Lạng Sơn đã tu sửa và nâng cấp hệ thống khu vực sân khấu. Và hàng năm tại khu vực sân khấu này sẽ biểu diễn văn nghệ hội họa. Khi là lối lên thiên, lên động lên trên trần thiên trên kia thì sẽ tạo cái ánh sáng và hút cái hơi nước ẩm vào trong này khá là đẹp luôn. Khi đứng ở vị trí này thì chúng ta có thể nhìn thấy lối lên thiên các bạn. Kia là lối lên cổng trời. Đây gọi là cổng trời các bạn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Lối lên đây. Các bạn hãy để đi lên đây. Lên lối cổng trời. Và lên lối cổng trời này thì có một cái thạch nhũ khá là đẹp các bạn. Khá là tuyệt vời luôn. Đã được xây dựng lên là khá là kiên cố bằng xi măng. Trên này thì lúc nào cũng có thạch nhũ ướt, ẩm ướt. Và cái thạch nhũ này giống như kiểu là quả bạch thủ hay là con khủng long các bạn. Đây, khá là đẹp luôn. Ở khu vực này cũng tạo được một ít thạch nhũ của đá đá vôi để lại. Như thế này thì rõ hơn. Và ở đây những cái lối để mình đi ra các bạn. Được cái nào ở trong này thì được trang trí điện cũng khá là sáng. Và đến đây tham quan đi viếng chùa thì ở trong này thì cũng khá là sáng sủa và sạch sẽ mát. Và cái độ ẩm ở đây cũng khá là cao. Đông ra là lúc nào cũng có vị trí mát các bạn. Đây là cái trần ở trên các bạn. Được tạo cái thạch nhũ. Đây là cái thạch các bạn.
triệu năm trước đã để lại. Đó. Giữa này có cái hồ gọi khá là nhiều nước. Lúc nào cũng có cái độ ẩm các bạn. Ở khu dưới này hình như là có cá sao các bạn. Hồ này nếu mà nhiều nước thì chúng ta trang trí cái đèn điện ở đây thì cũng khá là đẹp. Và nhiều nước trong một chút thì mình cái đài hoa sen. À có cá thật các bạn. Đây. Mình nhìn thấy cá ở phía dưới này. Bởi vì trong này mát ý, là cá thì mới đầu thì cũng phải thích nghi, không thì nếu không thích nghi thì cũng không được. Đây, ở đây là khu vực ra cửa hang không? Bắt đầu từ cửa hang thì nhìn cái khu vực giữa cửa hang này các bạn nhìn thấy. À còn ở đây còn cái di tích không biết là cột cờ gì. Và ngày hôm nay cũng là đầu tháng, mọi người đi đến đây tham quan khá là nhiều. Đây là mình đứng ở trên cổng trời của động. Và động và chùa các bạn. Chùa Tam Thanh thì nằm ở vị trong động. Còn chùa ở bên ngoài thì mình tí nữa mình sẽ nói sau. Đây là cái cổng trời của chùa Tam Thanh trong động các bạn. Wow, cái trần này cũng khá là cao các bạn. Khá là cao luôn, đứng ở trên này thì nhìn thăm thẳm ấy. Nhìn rất chi là sâu. Đó, nhìn dưới trần, à dưới động. Sâu lắm. Mình vừa quảng bá và giới thiệu và các bạn thấy chùa Tam Thanh là một ngôi chùa nằm ở thành phố Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn khoảng một cây số thôi các bạn ạ. Thì mình cũng xin được khép lại cái video tại đây. Các bạn hãy để lại cho mình một sub và một like. Hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video tiếp theo. Bye bye.